Orange Skin, sức sống cho làn da khỏe đẹp. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương hiệu của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, câu hỏi khiến bạn băn khoăn nhất là gì? Tất nhiên là hàng ngàn thứ khiến chúng ta phải suy nghĩ, nhưng với riêng cánh phụ nữ, tôi tin rằng nhiều chị em cũng sẽ đồng ý với tôi là thật khó để chọn một bộ trang phục ưng ý, dù có thể trước mắt chúng ta là hàng chục, thậm chí hàng trăm chọn lựa. Và hôm nay mặc gì cũng chính là cảm hứng mà nhóm thực hiện chương trình luôn tìm kiếm để giới thiệu tới quý vị nhiều câu chuyện về thời trang và những người tạo nên nó. Còn bây giờ là câu chuyện của ngày hôm nay. Một cái bộ trang phục á, nó chỉ được người khác yêu thích nhất khi mà người khác đã có cái sự chắt lọc, chọn lựa nó, phải thể hiện được cái tính cách nhân vật cũng giống như là cái sự kiện mà người đấy xuất hiện. Thì trang phục nó ảnh hưởng rất nhiều và nó là một trong những yếu tố là hàng đầu để trở thành cái hình ảnh thành công cho một người phụ nữ. Họ tự tin vào trang phục, nó sẽ tạo nên một cái thần thái, và cái thần thái đấy sẽ tạo nên cái phong cách của họ. Thưa quý vị, trong chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Mai Đỗ Phi Phụng, là người sáng lập nên thương hiệu thời trang Ả Closet. Xin chào chị và rất cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình. Lần đầu tiên được gặp chị rất là cá tính khi chọn một bộ vest. Không biết là đây có phải là một trong những bộ trang phục mà chị rất là yêu thích hay không ? Mỗi một cái bộ trang phục mà mình chọn, cái sự lựa chọn cuối cùng thì tất nhiên nó sẽ là cái trang phục mà mình yêu thích nhất. Cũng giống như là cái trang phục ngày hôm nay, Ả Closet là một cái thương hiệu mới, và cái phân khúc mà Ả Closet tập trung đó là tầm những người phụ nữ đã định hình cho mình một cái phong cách rõ ràng, cụ thể, tự tin, có bản lĩnh, và họ có một cái suy nghĩ phải khoáng đạt trong cái cách ăn mặc của họ. Đấy là cái thông điệp cũng giống như cái hình ảnh mà thương hiệu của mình đang muốn hướng đến. Là một người thiết kế những bộ trang phục đẹp hay là những người yêu cái đẹp? Mình phải là người yêu thích cái đẹp trước đã. Không riêng về trang phục, không riêng về phục sức, thì nó bao gồm cách ăn mặc này, quần áo, làm sao người ta phối theo cái phong cách riêng của họ để người khác nhìn vô là biết rằng đấy là cái gu thẩm mỹ của người đấy. Và cũng chính vì cái sự yêu thích đấy mà mình tìm tòi, mình học hỏi và mình định hướng rằng mình sẽ trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Mình muốn có một cái sự tác động đến với những cái người xung quanh mình, làm sao để cho họ cũng xuất hiện với một cái hình ảnh cụ thể nhất. Và đặc biệt là với phụ nữ thì xuất hiện luôn luôn rằng là tự tin nhất có thể. Chính xác là như vậy Vậy thì mất thời gian bao lâu để từ một người đam mê cái đẹp, một người yêu thích thời trang, một người thích thiết kế, trở thành một bà chủ của thương hiệu Ả Closet ? Ước chừng với mình là tầm khoảng hơn 10 năm để cho mình tìm hiểu đầy đủ những cái kỹ năng cần thiết và có những cái kiến thức cơ bản nhất định để có thể gây dựng nên một cái thương hiệu, mà cái thương hiệu là không phải dành riêng cho bản thân của mình hay là mang tên mình, mà nó là cái thương hiệu thật sự bản thân của mình tâm đắc và muốn hướng đến gây dựng, tạo nên một cái hình ảnh đẹp cho tất cả những cái bạn gái. Khi vừa nghe đến cái tên thương hiệu là Ả Closet thì tôi nghĩ là không chỉ riêng bản thân tôi mà cũng sẽ có rất là nhiều khán giả tò mò về cái tên này, cũng như là thông điệp ý nghĩa mà chị muốn truyền tải sau cái tên Ả Closet là gì ? Nó chỉ là một cái từ mà ở trong từ điển cũ dùng thôi, thời nay thì mình ít dùng hơn. Ả nó chỉ mang ý nghĩa rằng là chị, cô gái. Nghe đến cái tên Ả Closet, họ biết rằng là cái trang phục này nó sẽ dành cho những cô gái tự tin. Những cô gái tự tin về bản thân của mình, về cái tâm thế, cái tố chất của mình có. Và cái
tên ả closet này ấy, định hình luôn là dòng thời trang dành riêng cho những cô gái mà yêu thích những cái đường nét mình, nó hơi gợi cảm một chút, nó dành cho những cô gái mà hơi khoáng đạt trong cách ăn mặc một chút, và mình muốn dựa trên những cái khoáng đạt đấy để khai triển làm sao một cách triệt để nhất những cái nét đẹp của người con gái, đặc biệt là cái vẻ đẹp mà còn thanh tân cũng giống như là vẻ đẹp trưởng thành của một người phụ nữ. Có bao giờ chị cảm thấy mình nên dừng lại hay là mình cảm thấy nó quá vất vả? Cũng có một chút nản lòng, là bởi vì nó không phải là một cái ngành từ ban đầu mình được học ra, nó không phải là chuyên môn của mình, nên rằng là nó sẽ khó khăn hơn những người khác rất nhiều. Có bao giờ chị cảm nhận là cuộc chơi này, cuộc chơi về thời trang nó quá là tốn kém, không chỉ là về vật chất mà còn cả thời gian và công sức của mình nữa hay không ạ? Không riêng thời trang, bất cứ một cái mô hình ngành nghề, đặc biệt là kinh doanh, thì nó đều tốn kém hết. Nhưng mà cái tốn kém nhất đối với Phụng ấy, nó không phải là về vật chất, mà cái tốn kém nhất là cái trí não của mình. Bởi vì mình, ngoài cái chuyện là mình sáng tạo, mình nghiên cứu, thì nó còn có một cái việc ảnh hưởng đến tinh thần rất lớn. Đấy là khi gặp những cái vấp ngã, khó khăn, thử thách, thì liệu rằng là mình có đủ ý chí, nó có kiên vững, và cái nghị lực của mình có đủ để mình có thể vượt qua được những cái chông gai đấy hay không. Thì đối với Phụng, những cái đó là những cái xa xỉ nhất. Mình đã từng khởi nghiệp không phải đầu tiên với thời trang. Mình cũng đã làm một vài ngành nghề cũng liên quan đến thẩm mỹ. Mình cũng đã có những cái thành công nhỏ nào đấy. Nhưng mà bên cạnh thì mình cũng có những cái thất bại khá là đau đớn với một cái cô gái trẻ như mình. Nhưng mà chính vì những cái thất bại đấy đấy thì nó lại cho mình một cái niềm tin và một cái động lực mạnh mẽ hơn. Sau những cái lần mà mình làm chưa thành công ấy, thì mình rút ra một cái bài học rất thực tiễn cho bản thân của mình như thế này. Những cái điều gì mình làm không được, mình phải suy nghĩ rằng là mình có muốn làm tiếp tục hay không. Cụ thể rằng là mình có khả năng trong lĩnh vực đấy hay không, thích hợp để cho mình tiếp tục làm cái việc đấy hay không. Nếu như nó không tiếp tục, có thể với người khác họ sẽ dừng lại, họ bỏ dở, nhưng Phụng là Phụng sẽ tạm là mình gác cái việc đấy sang một bên để mà mình tập trung cho mình những cái kỹ năng nó tốt hơn. Cũng giống như rằng mình hàng ngày đấy mình học hỏi thêm để làm sao cho cái khả năng của mình nó phát triển hơn, để đợi đến một cái thời điểm nung nóng làm sao cho cái cơ hội ấy nó đến với mình thì bắt đầu mình làm lại cái việc đấy. Tôi nghĩ là kinh doanh thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Ngoài đam mê thì nó còn là thời cơ, nó còn là may mắn, nó còn là sự cố gắng, sự bản lĩnh, sự vươn lên không ngừng chẳng hạn. Vậy thì đối với Phụng thì hiện tại điều gì là chị cảm thấy hài lòng nhất đối với bản thân của mình? Trong một cái khoảng thời gian ra mắt ngắn thôi, nhưng mà cái lượng khách hàng mình có được cho mình những cái tín hiệu rất là khả quan. Không những là họ chấp nhận, nhìn nhận cái trang phục của mình, họ thử cái trang phục đấy, họ mặc lên người của họ, và cái mà mình nhận nó còn nhiều hơn như thế nữa là họ cho mình những cái feedback rất là tốt. Đó là ok, về chất liệu như thế nào, màu sắc ra sao, cái cảm nhận của họ khi họ mặc lên, họ có thích không. Thì đó là những cái điều mà mình cảm thấy là vui hơn cả. I didn't know, holding me tight, looking at the shore, I was not your sound, baby, get down town, baby, get down town. Vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt của ả Closet, và sự khác biệt đó như thế nào so với những thương hiệu thời trang khác ạ? Ả Closet ấy là một cái thương hiệu mà có thể rằng là không phải là một dòng thời trang thiết kế cao cấp nhất so với những dòng thời trang thiết kế đang có mặt trên thị trường hiện nay. Mẫu mã cũng không phải là mẫu mã đẹp mắt nhất, chất liệu cũng không phải là chất liệu cao cấp nhất. Nhưng mà mình dám đảm bảo một điều rằng
so với cái dòng thời trang tầm trung, thì Art Closet tự tin để nói với khách hàng rằng với cái mức giá cả mà khách hàng bỏ ra đấy thì khách hàng sẽ nhận về được một trong những cái thiết kế đẹp mắt nhất, và chất liệu sẽ là chất liệu cao cấp nhất so với tầm trung mà khách hàng có thể nhận được. Có nghĩa rằng là bên mình xây dựng một đội ngũ để cho họ cũng chuyên nghiệp, giống như là cái hình ảnh mà mình muốn hướng đến, từ chuyện mà tư vấn cho khách hàng như thế nào, tư vấn về thông số đo, về trang phục, về hình thể và cả về phong cách nữa. Đôi khi có một vài khách họ chưa định hình được cái phong cách mà họ muốn, họ chỉ đơn giản họ mua vì họ nhìn trên hình ảnh nó đẹp mắt quá thôi. Thì bên mình sẽ có giao lưu trực tiếp với khách hàng ấy, để định hình cho khách hàng về cái phong cách nếu như khách hàng có nhu cầu. Là bên mình đang xây dựng một đội ngũ làm sao họ có thể túc trực online 24/24 để phản hồi đến khách hàng một cách nhanh nhất có thể. Vậy thì dự định của chị trong tương lai, trong thời gian sắp tới là như thế nào? Đầu tiên là trong vòng 1 đến 2 năm tới, chúng mình làm sao có thể quảng bá được cái thương hiệu càng nhiều càng tốt và mở rộng quy mô để Art Closet có thể có mặt, đặc biệt là ở thị trường Bắc và Nam. Hoạch định dài đó là mình đang muốn tập trung, ngoài cái chuyện rằng là mình có một cái thương hiệu riêng của mình, thì mình đang có một đội ngũ thiết kế và mình sẽ mở một cái xưởng có quy mô lớn hơn, tập trung thiết kế định hình để có thể sản xuất cho những dòng thời trang cao cấp khác. Mình muốn mang cái hình ảnh, cái phong cách của một cô gái Việt, thời trang Việt tiếp cận đến với khách ở những cái thị trường khác trên thế giới. Wow, những cái ước mơ rất là lớn và có những đội ngũ, có rất là nhiều những cái kế hoạch cụ thể để chúng ta thực hiện được ước mơ đó. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với chị Phi Phụng thì riêng bản thân tôi cũng đã học được rất là nhiều điều về sự nghị lực, sự bản lĩnh và luôn theo đuổi ước mơ của mình. Và tôi tin là quý vị khán giả cũng vậy. Một câu chuyện rất là ý nghĩa về thương hiệu của mình. Và tôi cũng thay lời cho khán giả mến chúc cho những ước mơ của chị cùng với đội ngũ của mình sẽ trở thành hiện thực nhé. Một lần nữa cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu ạ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu kỳ này. Câu Chuyện Thương Hiệu là hành trình của các doanh nghiệp đang xây dựng thương hiệu. Và chúng tôi với tất cả sự động viên luôn khuyến khích mọi cố gắng và nỗ lực trên chặng đường khốc liệt nhưng cũng đầy hoa hồng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20:45 và phát lại vào lúc 8:45 Chủ nhật trên kênh HTV Key. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới. Orange Skin, sức sống cho làn da khỏe đẹp.